từ thành phố Hồ Chí Minh, khán giả Hoàng Oanh có số điện thoại 0128 3 số cuối 208 cho biết, hiện bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị cho một bệnh nhân bị thủng thực quản do uống thuốc quên bóc vỏ. Nếu không kịp thời phát hiện, bệnh nhân có thể tử vong do nhiễm trùng hoặc xuất huyết từ vết thương. Mọi người vào đây đi, mình sẽ có hai đài với hai báo vào trong kia thôi, tại vì bệnh nhân là nam giới, sinh năm 1977, trú tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, nhập viện trong tình trạng đau ngực, sốt. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủng thực quản, có biểu hiện tắc ruột. Trên phim chụp thấy một phần vỉ thuốc gần thực quản. Trước đó 10 ngày, bệnh nhân bị dị ứng, ngứa khắp người nên có uống 5 viên thuốc, trong đó có một viên quên bóc vỏ. Bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật gắp dị vật và phần thực quản bị rách. Theo các bác sĩ, nếu phát hiện trễ, bệnh nhân có thể tử vong do nhiễm trùng hoặc xuất huyết từ vết thủng. Sau mổ, bệnh nhân không còn tình trạng sốt, đau ngực, sức khỏe ổn định.